Đến 16 giờ chiều nay 14 tháng 4, lực lượng chức năng quận 2 vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên từ phía sau gara sửa chữa ô tô ở 792 đường Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 nên hô hoán. Do bên trong gara có nhiều vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội rồi nhanh chóng lan vào ô tô bên trong. Lúc này, nhiều người dân xung quanh đã hốt hoảng ôm đồ tháo chạy ra ngoài. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 2 đã huy động nhiều xe chữa cháy và xe thang đến hiện trường triển khai nhiều hướng để dập lửa. Gần 1 giờ sau, đám cháy được khống chế. Bước đầu, vụ hỏa hoạn làm toàn bộ gara rộng khoảng 1.000m² đổ sập hoàn toàn, nhiều tài sản và ô tô bên trong bị cháy rụi. Ngoài ra, một số nhà dân xung quanh bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Hiện nguyên nhân vụ việc cũng như thiệt hại chính thức đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.